25 tháng 3, lễ khai mạc chương trình Quảng Bình trong lòng Hà Nội đã diễn ra đầm ấm tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Đến dự có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các bộ ban ngành. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, là một tỉnh nghèo nhưng Quảng Bình có rất nhiều tài nguyên để phát triển, đặc biệt là về du lịch. Địa danh du lịch nổi bật nhất của tỉnh là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi hai lần được UNESCO vinh danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Nơi đây chứa đựng trong lòng hơn 300 hang động lớn nhỏ, có giá trị hàng đầu thế giới. Động Phong Nha có sông ngầm dài nhất thế giới, động Sơn Đòn kỳ vĩ và lớn nhất thế giới, động Hang Va có hệ thống thạch nhũ hàng đầu thế giới. Ngoài ra, Quảng Bình còn là nơi giao thoa của nhiều giá trị văn hóa độc đáo như ca trù, hò khoan lệ thủy, đồng thời là vùng đất địa linh nhân kiệt, là quê hương của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người khai phá đất phương Nam, là quê hương và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Với nhiều tiềm năng du lịch độc đáo khác biệt, Quảng Bình đã và đang trở thành một địa chỉ mới với những sản phẩm du lịch độc đáo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình và thành phố Hà Nội đã cùng nhau hợp tác phát triển về kinh tế xã hội, trong đó tập trung vào đầu tư phát triển du lịch, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Chương trình Quảng Bình trong lòng Hà Nội sẽ tạo cơ hội để người dân thủ đô hiểu thêm về tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Quảng Bình, cũng như giúp kết nối các doanh nghiệp du lịch của hai địa phương, thu hút các doanh nghiệp Hà Nội đến khai thác tiềm năng lợi thế của du lịch Quảng Bình, Hà Nội. Chính quyền thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác với tỉnh Quảng Bình để phát huy tiềm năng lợi thế của hai tỉnh, thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch. Diễn ra từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 3, chương trình Quảng Bình trong lòng Hà Nội sẽ mang đến cho người dân thủ đô một chuỗi sự kiện hấp dẫn như chương trình nghệ thuật Quảng Bình trong câu hát, hội nghị quảng bá xúc tiến và kết nối du lịch, triển lãm trưng bày Quảng Bình điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.